Chào cả nhà, chào mừng cả nhà đến kênh Thu Nguyệt miền Tây. Thì mình là Thu Sương. Hôm nay hai chị em mình sẽ xuống dưới cái mương đi hâm lứ. Thì lứ sáng giờ hai chị em mình cũng giăng rồi, thì giờ chiều rồi hai chị em mình xuống dưới đi kiếm cá ăn cơm chiều. Thì mời cả nhà đi theo Thu Sương đi hâm lứ. Let's go. Hy vọng là hâm lứ cá được nhiều đó, chiều có đồ ăn cơm chiều đó. Trước lạnh không cao men? Chắc không lạnh lắm đâu. Nước hôm nay cũng xuống bớt rồi nè. Con lươn nó chậm tí nha. Trời ơi, cá đầu tiên. Ôi dưới nó bị ngợp á. Để sáng giờ bị ngợp nè. Mà nó còn được. Chắc phải là dính như vậy. Nãy chạy á. Tại cái em giấm ớt sao quét chín cái mỏ rồi. Hết sao giờ còn cay nữa. Nóng nữa. Hết sao vậy? Em quét nhà em chỉ có nhiệm vụ cuốn lưới hết luôn. Yeah. Đúng rồi. Đúng rồi, khó lấy. Nước này bên cạnh quá rồi. Bước luôn. Để vô. Được chưa? Dính quá. Bởi như cá mà gỡ không được, bước từ từ tự lủng lỗ chả bá. Lủng lỗ bằng cái tô vậy, bự cái tô. Rồi. Cá đầu tiên. Dính không? Con cá đầu tiên dính hơn rồi đó. Rồi dính luôn hao luôn rồi. Rồi tiếp tục. Dẹp vô. Nè dính nguyên cá ok luôn. Đừng. Cũng hay diện. Trời cái lỗ à. Chung cái đầu qua luôn. Cũng hay diện vô rồi. Cái chiều này cũng mát chứ không có lạnh. Ôi cái dính gì dữ à. Mát thì cũng mát thiệt. Có cái nước hay lạnh tí thôi. Ôi dính, dính. Trời ơi. Trời dính nguyên cá trà trà bá luôn. Con ốc nè. Ê bắt luôn. Trời đất ơi. Ngồi nguyên lỗ luôn. Nguyên lỗ trà bá. Cũng vô bức không nè. Chiều nay thấy có cá ăn cơm rồi đó. Ủa chỗ này gói rồi. Kệ bắt luôn. Bỏ chỗ đi. Bắt luôn. À thấy nhô nhô đằng kia rồi đó. Tóm hai viên luôn. Trời ơi. Trời ơi. Ôi mấy con này nó bị ngợp hết rồi. Nó quậy quá. Đi thăm trễ như này cũng chiều rồi. Dạ, sợ nó đâm. Con cá chê. Mày kéo qua làm cái nâng nó vô cây. Nó mổ quá. Nhà biết cái này cái gì không? Cái bông súng đó. Trời ơi sao? Ừ.
Ngày chị hai của mình đi làm cũng khá bận ở nhà cho nên không có mình quay à. Đúng rồi. Đôi khi thiếu sót gì thì cái nhà không cảm nha Huy Sương. Ôi, trời ơi, thấy gì chưa, đụng cá nữa nè. Ôi. Cá gì vậy? Cá, siêu to khổng lồ. Lộn dữ nữa. Một con cá rô phi. Nhà coi video đó, nhớ like đăng ký để Huy Sương cho nhiều clip nha. Dính này dính gốc cây quá trời. Trời ơi, cái lưới chành bành luôn. Nó không vô bức không đấy. Dính con cá rồi, bức cái tịch 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 từ từ. Chứ mấy con cá nó khó gỡ lắm, nó dính. Wow. Trời ơi, con cá nó muốn sạch luôn rồi kìa. Trong bóc hết rồi. Trời ơi. Đây, cái khoan dây nè. Cho mình để chiều giờ. Sáng giờ. Chiều giờ sai. Giờ này biết chiều. Giờ này mới đi thăm. Ghét luôn, cả na hơn mít luôn. Hai con cá chia. Là hai con. Quá trụng. Chiều nay có đồ ăn cơm chiều rồi. Mấy con cũng được, đủ gia đình. Đủ kho ăn rồi. Bữa thì thấy con là may mắn rồi đó. Cá thì về chắc kho ăn cơm. Cơm chiều. Dạ đi, dạ đi, chị dở ra ra đi. Dạ. Ờ con gì mất ớt chẳng rồi. Cái lứa này quá trời lỗ rồi. Lỗ nào lấy như cái tôi. Bự hơn con á. Đi cây. Dạ. Cái này cây cái gì? Ơi. Ê. Ơi sống kìa, con sống kìa. Con sống, con sống. Dạ, may mắn rồi. Con này còn sống rồi kìa nha. Nhảy không trời. Không. Rồi. Trời ơi, tay mắt luôn. Mắt luôn hay vậy? Chưa đây nè. Chưa kịp cầm lắm. Tên còn con sống. Đúng con sụm chân luôn. Ừ, đúng rồi.
Có cái giấy gì nữa rồi. Dạ cái đồng đất. Tự nhiên cá trời. Ừ, đây. Sắp hết lớn rồi nhà ơi. Nó phát lớn một cái khác nữa thôi ba. Chỉ có 5 con thôi. Mình đi mình lấy lưới á, mình có một tay à. Nên mình đi không có một tay. Dạ dạ ơi. Dạ kìa nha. Đó rồi. Bán nhà chị em mình dân có một tay à. Đây nhà ơi. Đây thành quả bây giờ cũng được bao nhiêu đây cả nhà. Đó thì hai chị em mình sáng dân có con tay à. Bây giờ hai chị em mình sẽ lên ăn cơm. Thì mình cũng mới đó, cho nên đó, mình nói chuyện thì cũng chưa có gành. Có gì cả nhà thông cảm cho Hồ Sương nha. Thì cả nhà nhớ like và đăng ký ủng hộ Hồ Sương. Để Hồ Sương ra nhiều clip hơn. Bye bye.